Ngày 10 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận rằng ông dự định tái tranh cử trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng năm 2024. Ông Biden phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today của kênh truyền hình NBC. Ông dự định tranh cử nhưng chưa sẵn sàng công bố điều đó. Theo ông Biden, ông dự định trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ vào năm 2024 tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ, nhưng hiện chưa đưa ra thông báo chính thức. Cả Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết họ sẽ tranh cử cùng nhau. Theo New York Times, trong nhiều tháng, kế hoạch năm 2024 của ông Biden đã trở thành chủ đề được đồn đoán với việc các trợ lý hàng đầu âm thầm lên kế hoạch xây dựng chiến dịch. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Từ lâu, Nhà Trắng cũng xác nhận ông Biden có ý định tranh cử nhưng chưa tiết lộ mốc thời gian bắt đầu chiến dịch. Trong khi đó, phía Đảng Cộng hòa đã có một số ứng cử viên tuyên bố ra tranh cử, trong đó đáng chú ý là cựu tổng thống Donald Trump, người vừa bị truy tố do làm giả giấy tờ kinh doanh để che giấu các hành vi phạm pháp, tránh ảnh hưởng tiêu cực khi cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống năm 2016.